Vâng, lại tiếp tục gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo, phần kỹ năng dành cho kinh nghiệm sale. Và bài học này tôi sẽ nói về kỹ năng đặt câu hỏi. Vâng, một cái người làm tư vấn, một cái người làm bán hàng thì phải luôn luôn đặt câu hỏi. Vậy thì đi sâu vào cái kỹ năng đặt câu hỏi thì chúng ta cần quan tâm đến điều gì, được chưa ạ? Thế thì đầu tiên là chúng ta cần quan tâm đến những câu hỏi về nhân thân của chính khách hàng, ví dụ như là tên, tuổi, địa chỉ, thông tin cơ bản, cơ quan, nhà có mấy con, chồng như thế nào, vân vân. Đấy là cái thông tin về nhân thân chúng ta cần phải có, đúng không ạ? Hay còn gọi là nhân khẩu học đấy. Thế rồi thì chúng ta quan tâm đến cái thông tin về hành vi mua sắm, thói quen mua sắm, đúng không ạ? Liên quan đến cái sở thích, liên quan đến thu nhập, vân vân. Và chúng ta trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt, được chưa ạ? Chúng ta càng có nhiều thông tin càng tốt. Và các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của chúng ta dành cho nhu cầu của khách hàng. Đấy là cái nhóm câu hỏi về nhân thân của khách hàng chúng ta cần phải biết và liệt kê ra. Đấy, sau đó là nhóm câu hỏi để xác định được cái nhu cầu mong muốn của khách hàng. Ví dụ như là khi bạn tư vấn về du lịch thì bạn sẽ đặt câu hỏi là không biết là anh chị đã đi du lịch ở châu Âu bao giờ chưa ạ? Thế khách hàng họ sẽ nói là tôi đã đi châu Âu rồi, tôi đã đi 5 nước này, tôi đã đi 7 nước kia rồi. Vậy thì mình lúc đấy mình có thông tin như vậy thì mình sẽ đưa ra hai giải pháp, đúng không ạ? Giải pháp thứ nhất là tư vấn cho họ đi châu Âu nhưng mà ở các quốc gia khác, hoặc là giải pháp là đi lại những nước này nhưng mà với một cái lịch trình khác. Thì đấy là cái gọi là xác định cái nhu cầu mong muốn của khách hàng bằng những cái câu hỏi để chúng ta có thể hỏi được cái mong muốn của họ là gì. Và nên đặt các câu hỏi trực tiếp, nên đặt các câu hỏi mang tính chất gợi ý để họ trả lời để chúng ta được biết, được chưa? Rồi thì chúng ta có những nhóm câu hỏi liên quan đến vấn đề về tài chính, thông qua những câu hỏi kiểu như là không biết là anh chị có tiện là chia sẻ cái thu nhập của anh chị bây giờ là một tháng khoảng bao nhiêu tiền không, hoặc là thông qua cái công việc của họ mình có thể đoán là với một cái chức danh giám đốc của một công ty như thế thì thu nhập của họ có thể đạt 20 triệu 30 triệu một tháng. Cậu với chồng đi làm gì thì chúng ta có thể hỏi, hay vợ đi làm gì chúng ta có thể hỏi để chúng ta ước đoán. Đấy gọi là những câu hỏi thăm dò về tài chính. Điều này rất là quan trọng đối với tất cả các ngành hàng, đặc biệt là những ngành hàng mà bán các sản phẩm và dịch vụ giá cao như là du lịch, như là bảo hiểm, như là bất động sản, như là xe hơi, có đúng không ạ? Đấy, rồi thì thời trang cao cấp, đấy, rồi thì những cái dịch vụ giá trị gia tăng khác nữa, hay khám chữa bệnh ở nước ngoài, hay là dịch vụ làm đẹp. Với những cái gói tiền rất là lớn thì đấy là chúng ta sẽ phải xác định được cái khả năng tài chính của họ. Khi mà chúng ta xác định được cái khả năng tài chính của họ thì chúng ta sẽ đưa ra một cái giải pháp là cái gói dịch vụ hay cái sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của họ. Đừng đưa cho họ một cái quá cao với cái thực tế của họ có, và đừng cho họ đưa cho họ cái quá thấp thì vừa là coi thường họ mà vừa chúng ta không bán được nhiều tiền. Và tất cả mọi thứ là đều phải làm gì? Rất là thích hợp, rất là linh hoạt và rất là phù hợp với nhu cầu của khách hàng, được chưa ạ? Cái ý thứ tư tôi muốn nói đấy là cái nhóm câu hỏi về thăm dò về thời gian mua hàng. Không biết là khi nào thì anh chị nhận hàng sẽ tiện ạ? Anh chị có thường xuyên ở nhà không? Tôi sẽ giao hàng vào lúc tối có được không hay là phải là ban ngày? Những câu hỏi của chúng ta thường là những câu hỏi mà có tính chất là khẳng định. Đấy, chứ không phải câu hỏi có tính chất là nghi vấn. Câu hỏi có tính chất khẳng định, ví dụ như là không biết là tôi giao hàng vào buổi tối thì có tiện cho anh chị không? Tức là mình đang gợi ý, đấy, mình đang khẳng định, đấy, ý là như thế. Tức là mình đang gợi ý là tối tôi giao hàng đấy. Thì anh chị trả lời đi, có hoặc là không. Nếu không thì nó là giờ nào? Và câu hỏi tiếp theo, nếu có thì là xong rồi. Thì đấy là cái kỹ năng đặt câu hỏi của mình tốt, đúng không? Ok. Là các câu hỏi để chốt đơn bán hàng. Đấy, thì sau này các bạn sẽ có phần kỹ năng chốt đơn sau. Thì chúng ta sẽ có những câu hỏi để chốt đơn bán hàng chúng ta tham khảo được. Thời gian giao hàng, chính sách bảo hành, đổi trả, rồi chuyển khoản thanh toán, vân vân. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ căn cứ vào những câu hỏi này chúng ta sẽ biết được cái việc là chúng ta có chốt được đơn hàng ngay hay không. Thì cái kỹ năng là chốt đơn bán hàng sẽ có một cái video khác và tôi sẽ nói sâu hơn một chút ở cái phần này. Được chưa? Phần này tôi chỉ tập trung vào cái vấn đề là question, câu hỏi. Làm thế nào để đặt câu hỏi để tốt nhất cho cái người làm sale như chúng ta để khai thác được đầy đủ các thông tin, khai thác được nhu cầu ẩn chứa và
giải quyết được những cái vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất, được chưa? Và tiếp tục, cái ý thứ năm tôi muốn nói đến là các câu hỏi thì nên là các câu hỏi gợi mở, nên là các câu hỏi định hướng, nên là các câu hỏi đơn giản, tránh các câu hỏi dạng là hỏi đáp có không, đúng sai, vì như thế thông tin nó sẽ rất là ngắn và chúng ta không trò chuyện được với nhau. Bởi vì bán hàng bản chất nó chính là một cuộc trò chuyện, nó chính là một cái cuộc làm giúp khách hàng thăng hoa cảm xúc, đúng không? Thì thông qua các câu hỏi như thế, thông qua cách tư vấn, thông qua những cái bài thuyết trình của mình thì giúp cảm xúc của khách hàng đi lên và khách hàng hiện ra nhu cầu của mình đó. Tiếp tục, đấy là một cái ý nữa, đấy là chúng ta cũng sẽ nên hỏi đáp và ghi chép rất là nhanh, đúng không? Hỏi để đáp tiếp, đúng không? Hỏi để hỏi tiếp. Đấy, tức là ví dụ khi chúng ta hỏi thì khách hàng sẽ trả lời, thì chúng ta sẽ ghi tốc ký rất là nhanh. Thậm chí chúng ta có những cái phiếu câu hỏi sẵn rồi, có không chúng ta tích vào, như thế chúng ta sẽ biết được cái câu trả lời và nó giúp chúng ta ra quyết định phân tích nó nhanh chóng hơn. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì về mặt lý thuyết, tức là chúng ta nên lịch sự, nên khéo léo, nên thân thiện, nên tinh tế, có những kỹ năng tốt, đúng không ạ? Và nhẹ nhàng uyển chuyển, chuyển đổi những câu hỏi như vậy. Và mỗi khi khách hàng cho chúng ta một cái thông tin, chúng ta lại khai thác tiếp, chúng ta lại khai thác tiếp, đúng không ạ? Ví dụ như họ nói là gia đình họ có 2 con, đúng không ạ? Thì chúng ta bảo không biết là bạn thứ nhất là chị học lớp mấy ạ? Vâng, thế mà cháu đang học lớp 6, ví dụ thế, đúng không ạ? Thế thì cháu là lớp 6 thì chị cho em biết là cháu học trường nào không? Thế bảo là cháu học ở trường Visco, ví dụ thế, hay là cháu học trường Marie Curie, hay là cháu học ở trường Nguyễn Siêu, hay là cháu học ở trường Công, là một cái trường ABC chỉ xét nào đấy. Thì từ cái trường đấy là có cái thông tin cho mình, đúng không ạ? Là về cái việc đẳng cấp của khách hàng. Đấy là ví dụ như là người ta nói là người ta học ở một cái trường quốc tế hay là một cái trường tư thục nhưng mà học phí rất là cao, thì mình bảo vâng, cháu học ở trường đó thì rất là tốt, đúng không ạ? Em biết được là phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất của nhà trường rất là tuyệt vời, và như vậy thì gia đình anh chị cũng rất là đầu tư cho cháu thì rất là tốt, đúng không ạ? Và đảm bảo cho cháu một cái tương lai. Đấy, thế thì với một cái việc mà học ở cái trường này thì kết hợp với việc mà học tiếng Anh của bên em thì rất là phù hợp. Đấy, thế chúng ta tạo ra cái sự liên quan trong cái quá trình chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta tư vấn và chúng ta trò chuyện. Bởi vì các kỹ năng là nó phải lồng ghép và xuyên suốt với nhau như thế này, đúng không ạ? Nó phải tương thích với nhau chứ không phải là các kỹ năng độc lập. Chẳng qua là các bài học thì nói về các bài học độc lập thôi, được chưa ạ? Tiếp tục. Đấy là cái kỹ năng đặt câu hỏi của chúng ta phải làm sao tạo được lòng tin, đúng không ạ? Tránh việc là hỏi ngắn quá mà đi vào ngõ cụt, hay là tránh việc là hỏi mang tính chất là hỏi cung điều tra, đúng không ạ? Những câu hỏi mang tính sách mé kiểu như thế, thái độ thì nó không được tôn trọng, đúng không? Để kỹ năng sau khi mà các bạn hỏi rồi thì họ sẽ trả lời, mình lại hỏi tiếp, mình tư vấn tiếp, và có thể khách hàng sẽ hỏi lại chúng ta, thì kỹ năng mà chúng ta trả lời các câu hỏi của khách hàng thì chúng ta cũng nên là gì ạ? Chắc chắn, chính xác, có độ tin cậy cao, thông tin được cung cấp nhanh nhẹn, đầy đủ, có minh chứng. Đấy, chúng ta phải trả lời một cách rất là thông minh, hài hước và khôn khéo để làm cho khách hàng cảm thấy vui lòng, cảm thấy an tâm và cảm thấy là tin tưởng được, đúng không ạ? Chân thành, đúng không? Chúng ta cũng rất là chân thành. Đấy, trả lời để được việc và chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc trò chuyện. Đấy, chúng ta nhìn nhận cái vấn đề của khách hàng và chúng ta trả lời. Không nhất thiết là đôi khi chúng ta phải trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Nếu như câu hỏi nào mà có quá khó trả lời thì chúng ta cũng có thể từ chối, chúng ta có thể lái sang chuyến khác, hoặc là chúng ta có thể nhờ người khác trả lời hoặc tìm hiểu để trả lời sau, đúng không? Đấy, thì đấy là một số những cái mà tôi nói là các kỹ năng đặt câu hỏi. Thế thì có một cái cuốn sách gọi là cuốn sách những câu hỏi quốc tử, thì các bạn có thể đọc thêm cuốn sách đấy để các bạn ra những câu hỏi nó rõ ràng hơn. Và các bạn, tôi có giao cho các bạn một cái bài tập về nhà như thế này, một cái bài tập cá nhân như này, là các bạn hãy liệt kê ra các nhóm câu hỏi như tôi vừa nói, nhóm về nhân thân, nhóm về tài chính, nhóm về sản phẩm, nhóm về nhu cầu, nhóm về thời
gian chốt đơn. Và trong từng nhóm đó các bạn cũng đưa ra các câu hỏi cụ thể. Và tôi rất mong là sau khi mà các bạn xem video này xong thì các bạn có một cái kết quả, đấy là có một cái bảng hỏi chi tiết. Chúng ta chuẩn bị càng kỹ càng tốt, chúng ta không cần phải hỏi hết tất cả mọi thứ, được chưa? Nếu như thông tin đầy đủ rồi thì chúng ta có thể nói là vâng, với những thông tin vừa rồi em nắm được rất là đầy đủ các thông tin của gia đình hay là cháu. Thì bây giờ em xin phép chuyển sang cái phần tư vấn cho các anh chị về giải pháp của bên em. Như thế này bắt đầu chúng ta đi sang phần tiếp theo. Thì đó là chúng ta đang học về cái kỹ năng đặt câu hỏi. Và chúng ta nên là gì ạ? Lắng nghe, và chúng ta nên đặt câu hỏi thay vì chúng ta nói quá nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta nói thì có sức thuyết phục, tin cậy, chân thành, được chưa ạ? Vâng, tôi vừa trình bày với các anh chị một số những kỹ năng, một số những cái đầu cơ bản của kỹ năng đặt câu hỏi. Và xin chúc các anh chị có thể có những câu hỏi hết sức là thông minh, hết sức là dí dỏm, hết sức là vui vẻ với khách hàng và khai thác được những thông tin tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.